Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục với một cái video nói về tháp học tập Learning Pyramid. Trong cái tháp này thì nó sẽ có 7 mức độ tiếp thu kiến thức, và 7 cái mức độ này sẽ là cái mức độ lưu giữ lại kiến thức sau khi mình được học. Kèm theo 7 mức độ này sẽ là tương ứng với 7 cái phương pháp học khác nhau, là từ Lecture tới Teach Others. Mình sẽ tìm hiểu từng cái một nha. Đầu tiên là lecture, là nghe giảng. Đây là cái phương pháp học truyền thống, giống như là học trên lớp thôi. Nghe giảng thì cái phương pháp này thì chỉ giúp học sinh lưu giữ lại 5% kiến thức. Tiếp theo là reading. Reading là đọc sẽ lưu giữ lại 10%. Đó là lý do tại sao mà giáo viên thường kêu các bạn là đọc ở trước ở nhà để hiểu được bài đó, là 1%. Tiếp theo là audio visual, là minh họa, nghe và nhìn. Thì phương pháp này nó sẽ giúp lưu giữ lại được 20% kiến thức, là tại vì minh họa thì sẽ có hình ảnh, video, âm thanh, là nó giúp cho cái bài học mình sống động hơn, cho nên là dễ ghi nhớ hơn, là sẽ được 30%. Tiếp theo là demonstration, tức là thuyết trình. Khi mà thầy cô bắt bạn phải thuyết trình, phải diễn giải lại những gì bạn học, thì bạn phải ghi nhớ học kỹ. Bạn phải sắp xếp kiến thức làm sao cho nó phù hợp để bạn có thể thuyết trình được. Và bạn trong cái quá trình đó thì bạn sẽ ghi nhớ được kiến thức và sẽ lưu giữ được 30% kiến thức. Tiếp theo là discussion, thảo luận. Khi mà thảo luận với một hội nhóm, với những người bạn của mình, thì mình sẽ học hỏi thêm được những cái mà mình chưa biết, hoặc là những cái mà mình hiểu sai về kiến thức. Và trong cái quá trình đó thì mình sẽ có thêm được động lực học tập từ những người bạn của mình. Thì cái việc mà thảo luận sẽ chiếm tới 50% những gì mà sẽ lưu giữ được 50% kiến thức mình học được. Tiếp theo là practice by doing, tức là thực hành. Khi mà cái việc thực hành, bạn dùng cái kiến thức đó để thực hành, để áp dụng vào cuộc sống và thực tế, thì cái kiến thức mà bạn lưu trữ lại được sẽ là 75%, khá là cao. Nhưng mà cái cao nhất không phải là practice by doing, mà đó chính là teach others, tức là dạy lại cho người khác. Khi mà bạn dạy lại cho người khác thì bạn với cái tâm thế là dạy lại cho người khác, thì bạn phải bắt buộc phải hiểu bài, bạn phải nắm vững được cái bài, bạn mới dạy lại cho người khác được, người khác mới hiểu được là bạn đang dạy cái gì. Thì trong cái quá trình dạy lại thì bạn sẽ lưu giữ được 90% kiến thức, đỉnh của chóp luôn á. Đó là những chia sẻ của mình về tháp học tập Learning Pyramid. Hy vọng các bạn có thể áp dụng được cái tháp này vào quá trình học tập của mình. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn vì đã xem video.